Jenny xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Canada tuyên bố sẽ ký kết hiệp định TPP mới gồm 11 nước. Thổ Nhĩ Kỳ bắt hai phóng viên làm việc cho báo Đức. Ông Trump bác tin giám đốc FBI dọa từ chức. Vermont thành tiểu bang thứ 9 chấp nhận cần sa. Bốn tín hữu Phật giáo Hòa Hảo bị xử án tù vì treo cờ vàng. Sau đây là phần mở đầu tin tức với điểm tin thế giới. Tin Indonesia. Indonesia đã bỏ tù một nhà hoạt động theo luật chống cộng. Một nhà hoạt động người Indonesia bị án tù 10 tháng chiếu theo luật chống cộng sản gây tranh cãi tại xứ này. Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra trong ngày 24 tháng Giêng như vừa nêu. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ khi chính quyền Suharto sụp đổ cách đây 2 thập kỷ, tòa án Indonesia tuyên án theo luật chống cộng tại nước này. Người bị kết án là nhà môi trường học Harry Budiawan. Ông này bị buộc tội truyền bá ý thức hệ cộng sản bằng cách trưng ra các biểu tượng như búa liềm trong cuộc biểu tình chống lại một công ty khai thác vàng ở tỉnh Đông Java. Mức án tối đa của người này là 12 năm tù giam. Luật sư Abdul Wajid Habibullah nói rằng biểu tình là một quyền theo hiến pháp và quyết định của thẩm phán đã đe dọa đến nền dân chủ. Ông nói thêm là không có bằng chứng nào cho thấy thân chủ của ông đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông chưa quyết định có kháng án hay không. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết phán quyết này có thể tái tục biện pháp sử dụng sai trái các luật chống chủ nghĩa cộng sản dưới thời Suharto. Indonesia từng tồn tại một đảng cộng sản được cho là lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Năm ngoái, thì một cuộc họp của các nhà hoạt động nhân quyền và nạn nhân của cuộc thanh trừng năm 1965 phải bị đình lại sau khi những người Hồi giáo và những người theo chủ nghĩa dân tộc nổi dậy bên ngoài khu vực của cuộc họp, thưa quý vị. Tin Canada. Canada tuyên bố sẽ ký kết hiệp định TPP mới gồm 11 nước. Chính quyền Canada ngày hôm qua, 23 tháng Giêng năm 2018, đã loan báo việc sẽ ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Phiên bản mới đã được 11 nước còn lại điều chỉnh sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này. Quyết định ký kết TPP được loan báo vào lúc các nhà thương thuyết Canada, Mexico và Hoa Kỳ khởi động vòng đàm phán thứ 6 về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA năm 1994 mà Washington đã đe dọa sẽ hủy bỏ. Canada nằm trong 12 nước thành viên ban đầu đã ký Hiệp định TPP. Tuy nhiên, Canada lại là một trong những nước vào cuối năm ngoái đã từng gây trở ngại cho việc thông qua dự thảo Hiệp định TPP sửa đổi mà 11 nước còn lại trong nhóm đã cố hoàn tất để tiếp tục tiến trình thành lập vùng tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà không có Hoa Kỳ. Đàm phán vẫn tiếp diễn và trong hai ngày 22-23 tháng Giêng vừa qua, đại diện 11 nước còn lại trong TPP đã họp tại Tokyo để hoàn thiện các chi tiết và thông qua dự thảo hiệp định mới, được đặt tên lại là CPTPP, Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Theo thông báo của Nhật Bản, hiệp định CPTPP sẽ được ký kết tại Chile vào ngày 8 tháng 3 tới đây, thưa quý vị. Tại diễn đàn kinh tế Davos, Michael Macron bảo vệ màu cờ Liên hiệp châu Âu. Vào 24 tháng Giêng năm 2018, diễn đàn kinh tế Davos, Thụy Sĩ bước sang ngày làm việc thứ hai. Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày
để bảo vệ tự do mậu dịch trước chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hiện đang ở thế mạnh vì khối đồng Euro hồi phục, lãnh đạo hai nước Đức và Pháp được mệnh danh là Macron, tìm cách thể hiện hình ảnh đối lập với mô hình Mỹ của Tổng thống Trump. Ông Macron, người muốn đóng vai trò ngoại giao quan trọng ở Cận Đông, cũng muốn tranh thủ chuyến công du Davos để đàm thoại với quốc vương Jordani Adala đệ nhị, cũng như với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp sẽ không gặp đồng nhiệm Hoa Kỳ vì ông Donald Trump chỉ đến Davos vào ngày 25 tháng Giêng. Theo ông Richard Alderman, giám đốc một công ty tư vấn quan hệ công ty có tiếng, nhận định Tổng thống Pháp đang là hiện tượng trong thời điểm này vì Thủ tướng Đức vẫn chưa thành lập được chính phủ. Dù Đức vẫn là đầu tàu kinh tế không thể chối cãi của khu vực đồng Euro, thưa quý vị. Tin liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Olympic Pyeongchang, nhiều vận động viên tên tuổi Nga đã bị loại vì doping. Danh sách đầu tiên những người có thể bị loại không được tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang được công bố vào hôm qua, 23 tháng Giêng năm 2018, đã làm cho làng thể thao Nga sững sờ. Nằm trong danh sách là rất nhiều ngôi sao tên tuổi như là Victor An trong môn trượt băng tốc độ, Anton Shibulin vô địch biathlon. Trong số 500 vận động viên được Nga đề nghị, hơn 100 có khả năng không được tham gia Thế vận hội vào tháng 2 tới đây. Danh sách đầu tiên của Ủy ban Thế vận hội quốc tế chỉ là tạm thời, nhưng cũng cho thấy sự nghi ngờ lớn đối với ngành thể thao Nga và những người đại diện cho họ. Sự hiện diện trên danh sách đen này của Victor An, nhiều lần đoạt giải trong bộ môn trượt băng của anh, hay là nhà vô địch môn phối hợp biathlon Anton Shibulin, lại càng gây thêm tiếng vang. Bộ trưởng Thể thao Nga Pavel Kalokov lấy làm tiếc là danh sách đã gây sốc nơi các vận động viên và fan của họ. Liên đoàn trượt băng Nga phát biểu thẳng thừng hơn, gọi Ủy ban Thế vận hội quốc tế CIO là kẻ độc tài và bạo ngược, tố cáo một hành vi khiêu khích để buộc các vận động viên Nga từ bỏ Thế vận hội, thưa quý vị. Tin Venezuela. Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống sớm trước ngày 30 tháng 4. Ngày 23 tháng Giêng năm 2018, Quốc hội lập hiến Venezuela đã quyết định tổ chức bầu cử tổng thống sớm trước ngày 30 tháng 4 năm 2018. Tổng thống Maduro hoan nghênh quyết định của Quốc hội, chủ yếu gồm những người thuộc phe Chavez và ủng hộ Tổng thống Venezuela, đồng thời ông tuyên bố sẵn sàng ra ứng cử. Hiện chỉ còn chờ Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định ngày bầu cử. Trong khi đó, thì Liên minh đối lập liên tục kêu gọi đoàn kết từ ngày 23 tháng Giêng. Bầu cử trước ngày 30 tháng 4 là đề xuất của ông Diosdado Cabello, là một nhân vật quan trọng trong đảng cầm quyền, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt, theo khẳng định của ông. Vì ông Cabello và 6 quan chức cao cấp khác của Venezuela nằm trong danh sách trừng phạt tài chính của Liên hiệp châu Âu công bố hôm thứ Hai vừa qua, 22 tháng Giêng. Một đề xuất được Quốc hội lập hiến thông qua mà không gây bất ngờ, vì chỉ ít lâu sau nó được Tổng thống Maduro hoan nghênh. Trước những người ủng hộ, người đứng đầu nhà nước cam kết sẵn sàng phục vụ dân tộc để ra ứng cử tổng thống nếu như các lực lượng chính trị và xã hội cách mạng quyết định việc này, thưa quý vị. Thái Lan truy tố các thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ. Thái Lan hôm 24 tháng Giêng đã truy tố 9 thủ lĩnh của các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2013 và 2014 về tội kích động và xúi dục nổi loạn nhằm lật đổ thủ tướng, khi đó là bà Dinlat Sinawatra. Tổ chức có tên gọi là Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân PDRC và các ủng hộ viên đã đổ ra đường phố suốt 7 tháng trời nhằm tìm cách loại bỏ ảnh hưởng của bà Dinlat cũng như người anh trai Thaksin của bà ở Thái Lan. Gia đình Shinawatra nhận được sự ủng hộ lớn từ những người nông dân nghèo ở miền Bắc và Đông Bắc. Reuters dẫn lời chính quyền cho biết rằng chính thủ lĩnh biểu tình, trong đó có ông Suthep Thosuban, đối mặt với các cáo trạng liên quan tới vai trò của họ trong các cuộc biểu tình đẫm máu trên đường phố với các tội danh như xúi dục và kích động nổi loạn, cũng như tội cản trở cuộc tổng tuyển cử năm 2014. Ông Suthep là một lãnh đạo biểu tình khác cũng đối mặt với một tội danh nữa về khủng bố. Hãng tin Anh đưa tin rằng 9 người trên không nhận tội và được cho tại ngoại sau khi trả khoản tiền gần 19.000 đô la và bị cấm ra nước ngoài cho tới khi phiên tòa kết thúc, thưa quý vị. Đánh bom xe kép ở Benghazi, Libya khiến 35 người chết.
số tử vong do hai vụ đánh bom xe xảy ra cách nhau 15 phút ở thành phố Benghazi thuộc miền đông của Libya tăng lên tới 35 người hôm thứ Tư, chưa kể có khoảng 60 người bị thương. Theo các giới chức y tế cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra đêm thứ Ba 24 tháng Giêng nhắm vào các tín đồ vừa rời khỏi một đền thờ Hồi giáo ở quận El Samani, ngay ở trung tâm Benghazi. Vụ nổ thứ nhì xảy ra 15 phút sau đó, là vụ nổ gây nhiều tử vong nhất bởi vì nó nhắm tấn công những người đã tụ tập tại hiện trường vụ nổ thứ nhất. Tin Reuters cho biết có nhiều giới chức an ninh cấp cao trong số những trường hợp thương vong. Còn số tử vong này nằm trong số tử vong cao nhất trong cuộc tấn công duy nhất kể từ khi Libya rơi vào tình trạng rối loạn sau cuộc nổi dậy đã lật đổ nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi vào năm 2011. Benghazi giờ đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội quốc gia Libya LNA. Lãnh đạo LNA là Khalifa Haftar, là một tư lệnh đầy quyền lực đóng quân tại miền đông Libya, từng chiến đấu chống các phần tử Hồi giáo cũng như các đối thủ khác tại phố cảng Benghazi cho tới cuối năm ngoái, thưa quý vị. Tin liên quan đến Pháp, sông Seine dâng nước tràn vào đường phố Paris. Tin từ Paris cho biết là nước sông Seine tràn bờ tại thủ đô nước Pháp. Thành phố Paris đã phát lệnh cấm lưu thông tại 5-6 đường và tạm đình chỉ hoạt động của tàu du ngoạn. Phóng viên cho biết là cấm đường từ khu đông thành phố đến khu vực tháp Eiffel, nước sông Seine dâng cao hơn mức bình thường 3.3 mét. Tin dự báo khí tượng là nước sông còn dâng, 6 bến xe điện gần sông đóng cửa trong 5-6 ngày, thưa quý vị. Tin Thổ Nhĩ Kỳ bắt được hai phóng viên làm việc cho báo Đức. Tin từ Ankara cho biết là hai phóng viên làm việc cho nhật báo Đức Tages Zeitung đã bị bắt. Nhà của họ tại Ankara bị khám trong chiến dịch đàn áp phê bình của báo chí về hành động quân sự tại Syria của chính quyền Erdogan. Báo Đức xác nhận phóng viên của tạp chí Tages bị cảnh sát chống khủng bố bắt giữ. Theo nguồn Tages Zeitung, hai phóng viên Hayri Demir và Sibel Hutas đã bị bắt Ankara. Cùng với lý do đã kích chiến dịch biên giới, hai phóng viên Nurkan Beysas và Ishak Karatas bị bắt ở Istanbul, với Idris Yilmaz bị bắt ở Van. Các phóng viên kể trên cũng tổ chức hội luận rằng mạng xã hội chống lại can thiệp quân sự tại Syria, một số nhà tranh đấu và viên chức dân cử tham gia. Thông tấn viên của DW cho biết Thủ tướng Yildirim mời phóng viên họp hôm Chủ nhật để phổ biến các hướng dẫn về tường thuật tin chiến sự từ vùng Afrin.